sẽ là những Cơ Đốc nhân, không phải chỉ là Cơ Đốc nhân có cái giấy tờ, có cái chứng nhận, có cái lễ nghi, có cái hình thức. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta là những Cơ Đốc nhân có sự sống để thu hút được những người chung quanh chúng ta đến với Chúa. Tôi nhớ khi tôi quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại Khánh Hội, một buổi tối thứ bảy chúng tôi có buổi truyền giảng. Nhóm này thì lúc 7 giờ rưỡi nhưng mà mới có 6 giờ có một thương gia ở chợ An Đông chạy tới nhà thờ chúng tôi. Mà tôi gặp người thương gia này hỏi thế nào đó là tôi muốn đến đây để tôi tìm hiểu về Phin Lành. Tôi hỏi ai giới thiệu cho anh biết Chúa. Nói thật ra tôi có quen với một cái người ở trong nhà thờ này, mà tôi biết người này rõ lắm. Tôi biết người này rõ lắm, bởi vì trước đây người này như thế nào mà bây giờ đến gặp tôi mà nói về Chúa, giảng đạo cho tôi, thì tôi giống như từ trên trời tôi rớt xuống. Tôi cái thằng này mà bây giờ nó được như thế này, việc này làm sao đây? Bà hỏi nó ở đâu vậy? Nó chỉ ở nhà thờ, nó đừng lên Phú Hưng. Tôi chạy tới để tôi tìm hiểu chuyện gì vậy. Và khi anh này nói như vậy rồi thì tôi bắt đầu làm chứng cho anh thêm. Mà rồi tôi mới có cơ hội để tìm hiểu về cái người mà dẫn giới thiệu cho anh Thiên Chúa. Hóa ra tôi mới thấy anh này đúng là nổi tiếng anh hùng. Cái tay thì cũng bị bắn gãy mấy mảnh rồi, bây giờ nó cà quẹo cà quẹo. Cái hông cũng bị đạn nó bắn, bởi vì đi ra làm những chuyện dữ dội lắm. Mà bây giờ Chúa thay đổi đời sống này. Thế thì chúng ta thấy rằng để có sức sống của Chúa thu hút người khác đến với Chúa, Chúa cho chúng ta có sự hiện diện của Chúa. Một Cơ Đốc nhân chân thật nó có một cái sức thu hút người khác đến với Chúa. Và ngược lại thì tôi cũng nhớ một câu chuyện là trong cái văn phòng làm việc của tôi ở trước đây ở tại Khánh Hội đó, thì có người tín đồ cũng tặng cho tôi một cái bình hoa đẹp lắm, họ làm rất đẹp, tặng bình hoa để trên cái bàn làm việc của tôi. Mà nhiều người khách vào thì ai cũng cầm đồ, nó đẹp quá, bình hoa đẹp quá. Nhưng mà suốt 2-3 năm mà tôi đặt cái bình hoa đó trên bàn của tôi đó, thì tôi chưa bao giờ thấy có một con bướm nào nó bay tới cái bình hoa đó. Quý vị biết tại sao không? Hoa đẹp quá mà tại sao bướm nó không bay tới? Đúng rồi, hoa nó chỉ là hoa giả thôi. Nó có cái hình dáng, nó có cái màu sắc của một cái cành hoa, nhưng nó không có cái sức sống của một cành hoa, nó không có cái hương thơm của một cành hoa, và nó cũng không hút được một con bướm nào, một con ong nào bay đến. Xin Chúa cho chúng ta không phải chỉ có một cái hình thức của một Cơ Đốc nhân, có Kinh Thánh, có Thánh Ca, để Chúa nhập đi nhà thờ, thế là đủ không? Xin Chúa đặt để sự sống của Chúa, tình yêu của Chúa, lòng nhân từ của Chúa, sự đẹp đẽ của Chúa trong mỗi đời sống chúng ta. Để nhân đó mà người thế gian là nói rằng việc này là nghĩa làm sao? Để họ chạy đến với Chúa. Và vì vậy, sức sống tỏ ra ảnh hưởng thẩm thấu trên môi trường, tỏ ra để cho người ta biết Chúa qua đời sống chúng ta, tỏ ra để thu hút người khác đến với Chúa. Và điều thứ ba ở đây, Chúa cho chúng ta hãy nhận lãnh và hãy nuôi dưỡng cái sức sống mới Chúa ban cho mình. Hãy nhận lãnh, hãy nuôi dưỡng. Cái điều đầu tiên, xin Chúa cho chúng ta như câu Kinh Thánh chúng ta chọn là câu gốc: những ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới. Như vậy thì xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng nhờ cậy Chúa, trông đợi Chúa, nương vào Chúa chứ đừng nương vào mình. Dĩ nhiên khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta có sự sống của Chúa, nhưng mà cái đời sống nào càng gần gũi với Chúa, giống như cái cây nó càng gần dòng nước,
nó càng đơm bông kết trái tốt đẹp. Vì vậy, xin Chúa cho mỗi chúng ta đừng dựa vào khôn ngoan tài cán lanh lợi khéo léo của mình, mà hàng ngày chúng ta nương dựa vào Chúa chúng ta. Cái từ mà Ê-sai nói đây là ai trông đợi Chúa, ai nhờ cậy Chúa, ai nương náu mình trong Chúa, thì hàng ngày Chúa ban cho người đó ơn mới, sức mới để sống, sống cho Chúa. Chúng ta thấy có hai cái hình ảnh tương phản với nhau ở đây. Cái hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của sứ đồ Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu thứ 10. Sứ đồ Phao-lô nói gì? Khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Mọi người hiểu được câu này Phao-lô nói gì? Đối với người thế gian thì có lẽ là họ đọc câu này họ nói sao không này nói gì nghe kỳ quá. Yếu thì yếu chứ sợ yếu là mạnh. Khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Phao-lô muốn nói gì? Muốn nói là khi tôi biết mình yếu đuối, tôi biết mình giới hạn, tôi biết mình chẳng làm được gì, tôi nhờ cậy Chúa, tôi nương náu mình trong Chúa, ấy là lúc tôi có sức mới của Chúa để tôi mạnh mẽ mà có thể làm được mọi việc. Và vì vậy trong những ngày cuối cuộc đời, Phao-lô nói là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, chứ không phải là tài khéo của tôi, khôn ngoan của tôi. Và xin Chúa cho chúng ta cũng vậy, nương cậy nơi Chúa, đừng cậy vào khôn ngoan lanh lợi của mình. Và cái hình ảnh thứ hai chúng ta thấy ở đây, sứ đồ Phêrô ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, Chúa Giê-xu nhắc nhở cảnh báo tất cả các sứ đồ rằng lát nữa đây các ngươi sẽ chối bỏ ta đây. Chúa nhắc chung vậy đó, lát nữa đây các ngươi sẽ gặp cái thử thách, cái khó khăn, cái hăm dọa, nhưng mà rồi các ngươi sẽ chối bỏ ta, trốn chạy. Chúa nhắc như vậy thì Phêrô đã nói cái gì? Chúng ta lập ra trong Ma-thi-ơ 26, 33 với 35 đó. Phêrô nói là không, Chúa ơi, ai chối Chúa thì chối cho tôi là không rồi. Ai bỏ Chúa thì bỏ cho tôi, không bỏ đâu. Tôi hứa là tôi đồng tù, đồng chết với Chúa, tôi. Tôi muốn hỏi Thánh là cái lúc này là lúc ông Phêrô ông rất mạnh hay là ông rất yếu? Mà Thánh nghĩ sao? Đây là cái lúc ông rất mạnh hay là rất yếu? Mạnh hay yếu? Quý vị cũng khó trả lời ha. Nó mạnh là mạnh cái cảm xúc, cảm giác thôi. Chúa ơi, con đồng tù, đồng chết với Chúa, nhưng mà cậy vào ai? Có một mình tôi nè. Tôi không có chối Chúa đâu, tôi không bỏ Chúa đâu. Tôi đồng tù, đồng chết với Chúa, tôi. Không. Đấy là cái lúc mà ông yếu nhất, quý vị. Yếu nhất bởi vì mình cậy mình. Mình dựa vào mình. Tôi. Chứ còn nếu lúc đó mà Phêrô biết rằng Chúa ơi, xin Chúa thương, Chúa giúp giùm con đi. Nếu Chúa biết rằng con sẽ chối Ngài, bỏ Ngài, xin Chúa giúp đỡ giùm cho con. Không, tôi. Và đúng là như vậy, sau đó ông té ngã trong sự chối bỏ Chúa. Cho nên hai cái hình ảnh này để nhắc chúng ta rằng dầu chúng ta giỏi giang đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, tin Chúa lâu năm đến đâu, gia đình chúng ta có truyền thống đến đâu, thì xin Chúa cho chúng ta cũng nương cậy Chúa mà đừng nhờ cậy chính cái khôn ngoan, cái gì mình đang có không an toàn đâu. Hãy nhờ cậy Chúa. Và cũng xin Chúa cho chúng ta để nhận lãnh và nuôi dưỡng sức sống của Chúa. Hằng ngày chúng ta biết giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Giữ cái mối tương giao mật thiết với Chúa. Thứ nhất là nhờ cậy Chúa, luôn luôn hướng về Chúa, nhờ cậy Chúa. Thứ hai là
giữ cái mối tương giao mật thiết với Chúa, để hàng ngày nhựa sống của Chúa, sức sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống của chúng ta. Thứ gì xin Chúa cho quý cụ, quý bạn chị em, mỗi người có được cái mối thâm giao với Chúa, chứ đừng có sơ giao với Chúa, chứ đừng có xả giao với Chúa. À, quý vị ơi, nếu mà con cháu của mình mà nó cứ xả giao với mình, thì quý vị chịu được không? À, nó gặp mình, ví dụ quý vị là ông nội, nó gặp mình, hai ông nội, hai bà nội, rồi bỏ đi. Quý vị chịu được không? Không! Cháu của tôi, con của tôi phải đến vui buồn, trò chuyện, hàn huyên với tôi chứ đâu có gặp tôi hai ba gì đó rồi đi, cũng được. Chúng ta cũng đừng có xả giao với Chúa như vậy. Sáng thức dậy, morning Chúa một cái rồi đi mất. Tối về good night Chúa đã đi mất. Không! Làm sao để xin Chúa cho chúng ta có được cái mối tương giao mật thiết với Chúa, để sự sống của Chúa, năng lực của Chúa tràn tuôn trong chúng ta. Chúng ta thấy cái tấm gương của Môi-se, tấm gương của David và hình ảnh của Chúa Giê-xu, chúng ta có cái mối thâm giao với Đức Chúa Trời. Môi-se ở trong Thi Thiên 90 câu 14, ông nói gì? Xin Chúa cho chúng con mỗi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ của Chúa, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ. Quý vị có kinh nghiệm được điều đó không? Mỗi buổi sáng quý vị có được thỏa dạ, thỏa lòng với Chúa trong mối tương giao trò chuyện với Chúa không? Có không? Hay là buổi sáng mình mới thỏa miệng với ly cà phê rồi thôi, tờ báo rồi không? Không nên nói với Chúa, hay là chỉ thức dậy cái món nên Chúa một ngày thôi. Không, xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được như Môi-se này. Mỗi buổi sáng con được thỏa dạ, thỏa lòng trong cái mối tương giao trò chuyện với Chúa. Có như vậy sự sống của Chúa tuôn tràn trong chúng ta. David Thi Thiên 63 nói rằng: vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, vừa sáng thức dậy tìm cầu Chúa, trò chuyện với Chúa trước khi trò chuyện với người khác, gặp Chúa trước khi gặp người khác. Còn Chúa Giê-xu chúng ta để lại cái tấm gương: trời mờ mờ Chúa thức dậy đi vào nơi vắng vẻ cầu nguyện với Cha. Luca đoạn 22 câu 44 thì nói rằng: ở trong vườn Gethsemane áp lực vô cùng lớn, chiến đấu để uống chén, đau thương chiến đấu có bao nhiêu điều, đến nỗi mà mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống. Và Luca 22:44 nói rằng: trong cơn rất đau thương Ngài cầu nguyện càng thiết. Câu Kinh Thánh nói hay tuyệt vời: càng đau thương, càng nan đề, càng cầu nguyện. Trong cơn rất đau thương Ngài cầu nguyện càng thiết. Xin Chúa thương xót, bởi vì đôi khi chúng ta làm ngược với Chúa Giê-xu á, có cái khó khăn gì chạy đến với Chúa mà rồi gặp nan đề lớn, rồi mình cứ tự xoay sở cách của mình, chạy đến nhà người này gõ cửa, người kia gõ cửa, người nọ mà quên gõ cửa Chúa. Đó là cái điều đáng buồn, đáng tiếc. Cho nên Chúa Giê-xu đã thành công tại vườn Gethsemane để Chúa thành công tại Golgotha. Xin Chúa cho chúng ta cũng thành công trong những thời giờ cầu nguyện trong vườn Gethsemane đời sống chúng ta, để chúng ta đủ sức mà đối diện những ngày khó khăn của mình. Và xin Chúa cho chúng ta để nuôi dưỡng sức sống của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày dạn dĩ để bước tới trong cái sự hầu việc Chúa của mình, để Chúa thêm sức mới, ơn mới. Thì xin Chúa cho chúng ta mạnh dạn để có những cái kế hoạch, có dấn thân, có tiến bước, có hầu việc Chúa, để Chúa có thêm ơn, thêm sức cho chúng ta. Chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh Thi Thiên 84 câu thứ 7. Chúng ta cùng đọc: họ đi tới sức lực lần lần tê,
ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Xin Chúa cho chúng ta khẳng định rằng mỗi ngày con phải bước tới trong sự hầu việc Chúa, bước tới trong sự phục vụ anh em con. Chứ con không ngồi một chỗ, không khoanh tay bó gối mà ngồi. Bởi vì nhiều lúc mình cầu nguyện nói Chúa ơi, Chúa hứa với con, ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được Chúa ban cho sức mới, xin Chúa cho con có sức mới. Nhiều lúc Chúa ngạc nhiên, Chúa nói chứ, ban sức mới để con làm gì? Làm gì? Nếu mình chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không dấn thân, không ra đi, không làm chứng, không thăm viếng, không hầu về Chúa mà bảo rằng Chúa ơi cho con có sức mới, đến chứ, đến chứ. Cho nên đi tới mạnh dạn con bước tới trong sự hầu việc Chúa, sức lực Chúa lòng lòng thêm, Chúa thêm cho chúng ta đủ ơn đủ sức để chu toàn trách nhiệm. Cho nên nhân dịp hội thánh chúng ta suy gẫm lời Chúa với cái chủ đề sức mạnh tâm linh, chúng ta biết rằng sức mới này đến từ Chúa, không phải đến từ nỗ lực của mình. Và sức mới này nó có ảnh hưởng để thẩm thấu trong môi trường, ảnh hưởng trên người khác, giúp cho người ta biết Chúa, thấy Chúa qua đời sống chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta có một cái sự khát khao để nhận lãnh sức mới của Chúa và mỗi ngày giữ cái mối tương giao mật thiết, thấm đậm với Chúa và mạnh dạn bước tới trong sự hầu việc Chúa, thì sức lực Chúa sẽ lần lần thêm cho quý vị. Chúa ban phước cho quý cô, quý bạn chị em. Amen.